bây giờ chúng ta đã đến lesson 6 của chương trình Family and Brand 2 Unit 9 rồi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe và chúng ta sẽ tích vào cho đúng cái ô mà những cái món ăn mà các bạn đã ăn vào thứ 2, thứ 3, thứ 4 và thứ 5, thứ 6 nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nghe. Patrick 5. Listen and check. 1. It's Monday. Today I have a sandwich. 2. It's Tuesday. I don't have a sandwich, but I have an orange and a banana. 3. Today is Wednesday. I have a sandwich and a banana, but I don't have an orange. 4. Today is Thursday, and I'm hungry. I have a sandwich, a banana, and an orange. 5. It's Friday today, and let's see. I don't have a banana, but I have a sandwich and an orange. Vậy là các bạn đã nghe xong cái phần này rồi và cô đã tích vào cái ô cho đúng. Để sang phần số 2 thì các bạn có thể là gì nào? Các bạn làm bài dễ hơn. Ví dụ như phần số 2 người ta sẽ cho a sandwich, a banana, an orange. Thì ví dụ như người ta đã làm cho mình ngày Tuesday. It's Tuesday, what do I have for lunch? Hôm nay là thứ 3, tôi sẽ ăn gì cho bữa trưa đây? You have a banana and an orange. Bạn sẽ ăn trưa là một trái chuối và một trái cam chẳng hạn. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi qua thứ tư nha. Is Wednesday. Vậy thì các bạn, đây là cái từ mà các bạn sẽ điền vào đây. Cô sẽ khoanh tròn cái từ mà các bạn sẽ phải điền vào ha. Các bạn sẽ điền vào đây và vào đây tùy vô từ. Tiếp theo, bây giờ mình sẽ qua Wednesday. Mình sẽ có hai cái món này, mình sẽ nói như thế nào. Is Wednesday. What do I have for lunch? You have a sandwich and a banana. Tiếp tục với câu tiếp theo. It's Thursday. Các bạn điền chữ Thursday vào đây nha. It's Thursday. What do I have for lunch? You have a sandwich, a banana and an orange. Và tiếp theo là thứ 6. Các bạn sẽ nói như thế này. It's Friday. What do I have for lunch? You have a sandwich and an orange. Vậy thì các bạn đã hoàn thành xong bài 2 và bài 1 và bài 2 rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ qua bài số 3. Thì bài số 3 sẽ chỉ các bạn là cách dùng a và an. Đối với chữ an thì các bạn thấy nha, những từ nào bắt đầu bằng a, e, i, o, u thì các bạn sẽ phải là đọc là an nha các bạn. Ví dụ như ở đây, this is an orange. Đây là một trái cam. Bởi vì sao? Trái cam sẽ bắt đầu bằng chữ O, nên là chữ O, nên là ở đây mình sẽ là chữ an. This is a pear. Ở đây là chữ P, nên mình sẽ là a. Các bạn không cần nhớ ở những cái chữ này đâu. Các bạn chỉ cần nhớ là năm cái chữ này thôi là sẽ rất là dễ dàng. Rồi, ở đây cô sẽ chỉ cho các bạn nha. I have an orange. I have for lunch. Bây giờ các bạn sẽ hỏi luôn ha. What do you have for lunch today? Hôm nay các bạn ăn gì? Các bạn circle và các bạn write luôn. I have a sandwich. Ok, hôm nay cô ăn trưa là bánh mì, nên cô sẽ ghi là I have a sandwich. Cô điền vào đây chữ a, bởi vì sao? Nó bắt đầu bằng chữ sh. I don't have cookie. I don't have a cookie. Và bây giờ tiếp tục. I have. Bây giờ cô sẽ ăn cái gì nữa đây? I have an apple. Hôm nay cô có ăn táo thì cô sẽ ghi vô đây. I have an apple. Và cô dùng an bởi vì sao? Bắt đầu bằng chữ A. Và cô sẽ nói tiếp luôn. I don't have a banana. Ok, cô không ăn chuối hôm nay thì cô sẽ ghi I don't have a banana. Và tiếp theo nữa là gì đây nào? Ví dụ cô sẽ nói là I don't have a drink. Hôm nay cô chẳng có thức uống nào cả, thì cô sẽ dùng là I don't have a drink. Vậy thì ở nhà các bạn cũng sẽ phải học theo cái cách như thế này nhé. Và các bạn hãy viết vào những cái gì mà mình đã ăn ngày hôm nay. Và các bạn lưu ý giùm cô cái chữ gì nào? I have hoặc là gì? I don't have. Và một cái nữa cần phải lưu ý là những chữ A, E, I, U, O, U thì các bạn phải nhớ là phải dùng đọc là an. Trước đó là trước những cái chữ này mà các bạn đọc là an.
chứ không phải là đâu nhé. Những chữ còn lại sẽ là thank you.